Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thông tin nhóm nhạc idol Hàn Quốc Blackpink đến Việt Nam lưu diễn đang trở thành tâm điểm gây xôn xao trong dư luận. Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến vấn đề tổ chức sâu diễn ủng hộ đường lưỡi bò, thì trong những ngày vừa qua, tin đồn các thành viên Blackpink không gia hạn hợp đồng với công ty quản lý YG Entertainment khiến cho cư dân mạng không ngừng bàn tán. Blackpink có nguy cơ tàn giã theo thông tin từ ban tổ chức, Hà Nội chính là điểm dừng chân cuối cùng ở khu vực châu Á thuộc tour Bon Ping, diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023. Trong khi đó, hợp đồng độc quyền giữa YG với Blackpink sẽ hết hạn vào đầu tháng 8 năm nay. Được biết, thời hạn hợp đồng 7 năm tính từ ngày ra mắt nhóm mùng 8 tháng 8 năm 2016. còn Concert ở Việt Nam có thể là sâu cuối cùng nằm trong thời hạn hợp đồng chính thức của nhóm. Tuy nhiên trên thực tế, YG đã lên kế hoạch để Blackpink tổ chức thêm 5 đêm encore ở Mỹ, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, cũng là những show cuối cùng trong chuyến lưu diễn. Song điều này không thể khẳng định việc YG đã gia hạn hợp đồng thành công với nhóm. Cho đến ngày 12 tháng 7 vẫn có thông tin Lisa chưa ký tiếp hợp đồng với công ty vì không tìm được tiếng nói chung. YG cũng thừa nhận vẫn đang đàm phán hợp đồng với Blackpink dù ngày hết hạn đang tới rất gần hồi đầu năm nay theo tờ moonwa inbo cho biết yg đang phải gánh chịu áp lực lớn để giành được lợi thế tái ký hợp đồng với blackpink do các thành viên đều nhận được những lời mời cùng thỏa thuận béo bở từ thị trường nước ngoài một chuyên gia trong ngành tiết lộ, các công ty giải trí ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác sẵn sàng đưa ra mức đặt cọc 100 tỷ won, tương đương khoảng 81,1 triệu đô la Mỹ để ký hợp đồng với Lisa, nữ thần tượng có sức ảnh hưởng lớn ở thị trường Đông Nam Á. Nhiều người trong ngành dự đoán YG phải trả trước ít nhất 20 tỷ won cho mỗi thành viên để tiếp tục có được Blackpink. Sâu ở Việt Nam trở thành tâm điểm tranh cãi, Suốt nửa tháng qua, việc YG Entertainment thông báo bổ sung hai đêm diễn ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào bản đồ tour diễn thế giới của Blackpink trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng Blink. fandom Blackpink Tuy nhiên, những tranh cãi về buổi biểu diễn đã xảy ra sau khi ban tổ chức công bố sơ đồ chỗ ngồi. Giá vé và danh sách các ca khúc được trình diễn, giá vé để xem Blackpink tại sân Mỹ Đình thuộc top đắt đỏ bậc nhất so với các nước Đông Nam Á khác. Đại ngộ dành cho hạng VIP ở Việt Nam cũng gây bất ngờ khi Blackpink không có buổi sao trách, duyệt sân khấu, giao lưu với khán giả. Việt Nam là địa điểm hiếm hoi trong chuyến lưu diễn lần này mà Blackpink không thực hiện sao trách nhưng vẫn để giá vé trên trời. Ngoài ra, ban đầu có thông tin tiết lộ Blackpink sẽ chỉ trình diễn 13 ca khúc được duyệt trong concert ở Mỹ Đình và bốn thành viên Jisoo, Jennie, Lisa, Rose sẽ không diễn solo. Tin tức này gây phẫn nộ trong cộng đồng fan Việt bởi tất cả các concert ở nước ngoài, Blackpink đều biểu diễn khoảng khoảng 20 bài trở lên, bao gồm cả những màn solo. Sau đó, đại diện YG lên tiếng đính chính, concert ở Việt Nam sẽ có số lượng bài giống với những nước khác, nhưng khán giả vẫn hoang mang. Mới đây, những thông tin về việc Jennie, Lisa chưa đạt được thỏa thuận dàn hợp đồng với YG Entertainment lan truyền đồng nghĩa với việc Blackpink có nguy cơ tàn giã. Điều này khiến cho khán giả thắc mắc liệu buổi biểu diễn ở Mỹ Đình có phải là sâu cuối của nhóm. YG bất ngờ thông báo concert gấp gáp chỉ để bao tiền fan trước khi Blackpink dừng hoạt động. Theo thống kê mới nhất của Touring Data, Bonping World Tour đã trở thành chuyến lưu diễn đầu tiên của nghệ sĩ nữ châu Á vượt mốc 1 triệu vé bán ra, cụ thể là 1 triệu 078.963 vé, với 44 trên tổng số 64 đêm diễn đã được báo cáo. 44 đêm diễn mang về cho Blackpink 186.682.081 đô la Mỹ doanh thu tương đương khoảng 4,41 nghìn tỷ đồng, giúp Blackpink duy trì kỷ lục chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ toàn cầu. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, tất cả các đêm diễn của nhóm trong tour lần này đều cháy vé 100% cho thấy sức mạnh độ chịu chơi chịu chi của fandom Blink trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hai đêm diễn của Blackpink ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 29-30 tháng 7 năm 2023 đang phải đối mặt với nguy cơ không bán hết vé, thậm chí ế vé số lượng lớn. Vé được mở bán từ ngày 7 tháng 7, nhưng sau một tuần chủ yếu mới xôn ao hạng vé VIP 9,8 triệu đồng và các hạng giá vé thấp nhất từ 1,2 triệu đến 3,8 triệu đồng, chưa chiếm đến 50% tổng số ghế ngồi. Ngoài ra, tình trạng phê vé, ôm vé để bán lại giá cao đang diễn ra nhức nhối trên các diễn đàn, chứng tỏ sức mua thực tế của khán giả Việt ngày đầu bán vé không nhanh như kỳ vọng. Trong khi đó, Blackpink từng lập kỷ lục cháy vé concert ở Đài Loan, Trung Quốc chỉ sau một phút mở bán. Sở dĩ tốc độ tiêu thụ vé đêm diễn trên sân vận động Mỹ Đình chậm hơn các quốc gia khác vì concert được công bố bất ngờ cuối tháng 6. Thời gian bán vé cũng chỉ vòn vẹn 3 tuần. Đối với một thị trường mà văn hóa xem live concert biểu diễn trực tiếp của khán giả còn chưa phổ biến như ở Việt Nam, để bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đồng cho một đêm diễn kéo dài 2 3 tiếng không phải điều dễ dàng. Bên cạnh đó, các vấn đề về giá vé cao hơn hầu hết ở các nước Đông Nam Á, sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi chưa hợp lý hay đãi ngộ dành cho hạng vé VIP không thỏa đáng cũng là điều khiến cho fan quốc tế quyết định không mua vé đêm diễn Bonping ở Việt Nam. Nếu hai đêm diễn ở sân vận động Mỹ Đình thực sự không bán hết vé, đây sẽ là một điểm đen trong tour diễn toàn cầu của Black. Blackpink. Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất mà concert Blackpink ế vé, mặc dù đã ủy nhiệm cho một đơn vị sản xuất làm vai trò kết nối với khán giả Việt Nam, nhưng dường như YG Entertainment, công ty quản lý Blackpink vẫn đang rất quan tâm đến show diễn ở Hà Nội. Bằng chứng là ngay khi công chúng phẫn nộ vì thông tin chỉ có 13 ca khúc được duyệt biểu diễn, YG đã lên tiếng phủ nhận và trấn an người hâm mộ. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin về tình trạng concert Blackpink ở Việt Nam bị tẩy chay vì khán giả bức xúc với đơn vị được thuê tổ chức show có trụ sở chính tại Trung Quốc. Điều này tất nhiên khiến YG ít nhiều lo lắng. Tin đồn Blackpink tan rã là chiêu trò tạo sức hút cho show ở Mỹ Đình. Trước thềm show diễn Bonping ở sân vận động Mỹ Đình, liên tục có các thông tin về vấn đề hợp đồng giữa Blackpink và YG được lan truyền trên truyền thông. Như tin đồn Jenny Lisa không tái ký với YG, Blackpink có nguy cơ tan rã. Những tin đồn này cũng góp phần thôi thúc người hâm mộ mua vé đêm nhạc với tâm thế. Đây có thể là sâu diễn cuối cùng của Blackpink. Liệu tin đồn các thành viên Blackpink rời YG có phải là chiêu trò để tạo sức hút cho đêm diễn trên sân Mỹ Đình và các sâu diễn sắp tới ở Mỹ? YG cho biết vẫn đang trong quá trình đàm phán hợp đồng với các thành viên, nhưng đã có rất nhiều thông tin đa chiều dự đoán về kết quả tờ Moon Hoa Inbo đánh giá, việc thảo luận tái ký hợp đồng giữa YG và Lisa gặp khó khăn vì bất đồng quan điểm. Thông tin Lisa có khả năng sẽ rời công ty, khiến cho giá cổ phiếu của YG tụt giảm 8% trong ngày 12 tháng 7. Tuy nhiên, công ty chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc, NH Investment and Securities lại cho rằng quá trình đàm phán hợp đồng đang tiến triển khả quan. Lúc này, fandom Bling là những người hoang mang nhất, nhưng chính các thông tin hỏa mù này cũng tạo sức hút cho sầu diễn ở Mỹ Đình và năm đêm diễn Encore quay trở lại tại Mỹ sẽ được tổ chức trong tháng sau. Người hâm mộ chịu sự thôi thúc rằng đây có thể là những sân khấu cuối cùng mà họ được nhìn thấy Blackpink đầy đủ với tư cách một nhóm nhạc. Từ món hơi béo bở, những tấm vé từng khiến cả mạng xã hội Việt giáo giết săn lùng, giờ đây lại rơi vào tình trạng thà bán đổ còn hơn là sách rổ về không. Vé trên web còn nhiều, vé chợ đen nhan nhản, đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội còn cách thông báo xôn ao một con đường dài. Để có thể nhìn thấy bài đăng xác nhận cháy vé từ YG Entertainment, Phan Việt sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tẩu tán vé và lấp đầy hai đêm diễn tại Mỹ Đình. Liệu rằng đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam sắp tới có diễn ra suôn sẻ hay không? Những thông tin về Blackpink sẽ được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube Sức khỏe và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.